Mới đây nhất trên trang cá nhân, Bộ trưởng Nguyễn Việt Long vừa chia sẻ hôm nay 27 tháng 2 là sinh nhật tuổi 27 của anh. Vốn là người được yêu mến trên mạng xã hội, chỉ sau một giờ đăng tải, bức ảnh của Bộ trưởng Long đã nhận được gần 60.000 lượt yêu thích, gần 2.000 lượt bình luận. Tất nhiên trong số những người gửi lời chúc tới Bộ trưởng Long sẽ có Hậu Hoang, cô gái được dân mạng tích cực ghép đôi với anh. Gửi lời chúc tới Bộ trưởng Long, Hậu Hoang hai ước viết: "Chúc mừng sinh nhật đồng chí, chúc đồng chí sẽ có được tôi." Đi cùng với lời chúc này, Hậu Hoang chia sẻ bức ảnh chụp chung với Bộ trưởng Long kèm theo lời nhắn nhủ: "Úp ảnh hai người luôn cho mọi người đỡ cực khổ ghép." Ngay lập tức bên dưới, Bộ trưởng Long đã hồi đáp Hậu Hoang bằng bức ảnh chụp cả hai đang mặc quân phục với khuôn mặt khá căng thẳng. Cùng với Hậu Hoang, Bộ trưởng Long cũng nhận được lời chúc từ Diệu Nhi: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, sớm có vợ tên Hậu." Còn trong khi đó, thành viên ekip sản xuất thì chúc Bộ trưởng Long: "Mọi điều trong cuộc sống luôn luôn có Hậu." Trong sao nhập ngũ 2020, thuyền tình của Bộ trưởng Long và Hậu Hoang là một trong những điều thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Kể từ khi phát sóng, đi đến đâu người ta cũng thấy hình ảnh hay câu chuyện về cặp đôi đáng yêu này. Đáng yêu ở chỗ không chỉ dân mạng chăm chỉ đẩy thuyền mà hai nhân vật chính cũng nhiều fan thả thính để thuyền đi nhanh hơn. Ví dụ như những ngày được nghỉ, không phải tập luyện, Bộ trưởng Long nhất định sẽ ngồi cày view cho kênh YouTube của Hậu Hoang và không quên chia sẻ trên trang cá nhân để mọi người cùng ủng hộ. Sau mỗi tập phát sóng, cặp đôi luôn có những tương tác trên mạng xã hội để tạo ra điểm nhấn. Chẳng hạn như mới đây, Hậu Hoang chia sẻ hình ảnh cả tiểu đội cùng nhau chinh chiến suốt 7 ngày ghi hình với nhiều lời yêu thương nhung nhớ. Sắp đến tập cuối rồi, xem mà nhớ các đồng chí quá. Để chiếc ảnh này ở cover để ghi nhớ mình đã từng có một kỷ niệm siêu mệt mỏi, siêu khổ cực, siêu sợ hãi. Nhưng siêu vui, siêu tình cảm, siêu đáng yêu như thế ạ. Bức ảnh vừa được chia sẻ, Bộ trưởng Long lập tức có mặt bắt lỗi: "Sao ấp ảnh toàn không có tôi thế đồng chí?" Ngay lập tức Khánh Vân liền vào chữa cháy bằng bình luận ngọt muốn xỉu: "Ở trong tim người ta rồi còn muốn gì nữa. Có lẽ bất cứ fan nào đang đẩy thuyền cho cặp đôi này đều ngày đêm mong ngóng thuyền sẽ cập bến để người hâm mộ của sao nhập ngũ có ngày được ăn cỗ."